Hello, xin chào cả nhà. Rồi, ok, đầu cái video Hằng Hằng gửi một cái chút xíu lời tới cô chú anh chị em về cái bột collagen là Hằng luôn luôn cảnh báo tất cả mọi người nhớ mua đúng sản phẩm của Hằng thì phải gọi Hằng bằng số điện thoại là 408 206 1934 để được nói chuyện trực tiếp với Hằng và hướng dẫn. Hằng sẽ hướng dẫn cái cách để mình mua bột collagen này như thế nào đúng. Còn hiện nay ở trên mạng hay là ở trên các trang mạng Facebook, các trang mạng khác, họ đã lấy những cái thước phim của Hằng và họ dùng hình ảnh của Hằng, họ đã đăng những cái sản phẩm collagen họ bán gạt rất là nhiều. Cho nên là khi mua, Hằng chỉ bán trong cái kênh YouTube của Hằng Kali và Hằng bán bằng cái số điện thoại, cho nên phải gọi đúng số điện thoại của Hằng là 408 206 1934 để được nói chuyện trực tiếp với Hằng và Hằng sẽ hướng dẫn mua bột, chứ không thì bị gạt nha. Tại vì cái bột này hiện nay trên thị trường chỉ có một mình Hằng bán độc quyền, Hằng đã làm đại lý độc quyền, cho nên không có cái nơi nào mà nói bán giống của Hằng mà họ đăng tên trên mạng tùm lum họ bán đâu, đăng Facebook tùm lum đâu. Cho nên là Hằng có trang Facebook của Hằng là trang fanpage Hằng Kali Cosmetics và trang Facebook Hằng Thí Tạ, thì cái đó hai cái trang đó Hằng chỉ giới thiệu sản phẩm và Hằng bỏ những cái phim TikTok chơi hoặc là giới thiệu sản phẩm, chứ Hằng không có nhắn tin trong Facebook để bán hàng. Cho nên tất cả cô chú anh chị em phải mua và nhắn tin bằng số điện thoại của Hằng là 408 206 1934 để được mua đúng, chứ không có lên mạng áp vô mua tầm bậy rồi nói mua cái đó là bột của Hằng, không có đâu, sai nha. Cho nên người ta giả hoặc là người ta nhái hoặc là người ta giao hàng cho mình không có đúng cái sản phẩm. Tại vì đây là một cái sản phẩm làm của công ty đưa ra nhưng bán độc quyền là Hằng bán công ty, không có bán lẻ. Còn nếu như quý vị nào nói mua từ một cái nơi nào giống y của Hằng mà có ghi ship đàng hoàng, giá tiền rẻ hơn Hằng hay là cái gì đó, thì chụp hình lại những cái ghi ship đó gửi qua cho Hằng là mua giống y của Hằng và mua từ cái ghi ship, cái tên ở đâu ship ra, chụp cho Hằng đi. Nếu mà đúng như vậy Hằng có thưởng cho, Hằng thưởng bột phi chính hiệu của Hằng cho, cái này Hằng nói thiệt luôn á. Cho nên là nếu như mình đã đang mua sai và mình đã mua bột giả mà mình không biết mà mình cứ nói là tôi đã mua cái đó ở trên cái đó là của Hằng Kali, sai sai. Cho nên mua Hằng Kali là phải gọi đúng của Hằng là 408 206 1934 để được nói chuyện trực tiếp của Hằng, nghe giọng nói của Hằng và để biết cách Hằng chỉ mua bột như thế nào mới được mua cái bột, chứ không phải lên bấm vô đó áp chat message với nhau rồi trả tiền ở trên đó rồi nó gửi bột về mà không có nói chuyện được với Hằng, là cái đó là nói bột của Hằng là sai. Nhớ nha, nhớ một điều như vậy. Ok, bây giờ mời cô chú anh chị em nghe những cái đoạn video clip mà những người khách đã chia sẻ về cái bột thần kỳ này nó như thế nào. Nếu ai tin thì mình cứ nghe thử đi để biết cái sản phẩm của Hằng gớt hay không, mai ra mình có trúng ngay cái bệnh để mà mình mua mình uống có sức khỏe rồi có cái sắc đẹp nữa. Chị em phụ nữ hay các anh cũng vậy, ai cũng luôn luôn muốn mình trẻ đẹp đúng không, phải uống ngay cái bột collagen của Hằng Kali liền nha. Nhớ gọi Hằng Kali liền là 408 206 1934, số điện thoại của Hằng đã khỏe nè, uống tốt là cho chia sẻ một chút lời thật đi đó. Tốt lắm, thí dụ như chị tốt cho chị là về cái gì, chị bị đau khớp xương hay là bị gì? Dạ, cái tay tê nè, cái tay tê nó bớt nè, rồi rồi cái ngủ ngon, ngủ ngon, rồi tê tóc tai cũng bớt luôn, rồi dạ tê tay hết bếp, rồi tóc tóc mọc tóc mọc nhiều, đúng rồi. Tóc mọc nhiều mà ngộ lắm em, chị có cái cục mà ở dưới cái bàn chân á, tự nhiên sao giờ biến mất à, không hiểu luôn. Là cục làm sao, giống như là bú hay là gì? Không phải bú, nó có cái cục giống như cục, không biết tự nhiên có cái cục gì nó nằm ở dưới bàn chân mà chị nằm viện đi khám bác sĩ. Cái giờ tự nhiên nó biến mất à? Trời, cái này không phải là một mình chị nói nha, nhiều người nói giống nhau đó, nó có cái bú, có cái gì đó mà sao giờ cũng mất tiêu luôn. Rồi xong giờ mất tiêu luôn. Nhiều người nói giống vậy luôn á. Mà cái hay thiệt á, mà ngủ chị hồi chưa, chị ngủ được ít lắm, bây giờ chị ngủ cái là ngủ ngon lắm. Dạ, ngủ ngon, cái ngủ ngon hầu như ai 100 người đều nói hết, 100 người ngủ ngon luôn á. Nhưng mà có cái này ngủ đó nha, mà nói cái kỳ quá không? Không, mất kỳ, cái này là bình thường đó, cái nó rất rất bình thường luôn. Thiệt, nói đi, đừng mắc cỡ. Giống như tóc, tóc dưới đó, nó cũng thói nhưng mà bây giờ nó mọc đầy luôn.
này thiệt. Mấy ông uống á, mấy ông uống nói là làm biến cạo gâu đó, là gâu nó ra dữ lắm. Thì cái này là nó giúp cho, giống như cái collagen là nó giúp kích thích, nó tạo những cái này cái kia trong cơ thể, giống như là tóc mọc cũng rụng, hay là mình nói là về phụ nữ hay là tốt lắm. Dạ đúng rồi, thì tốt ghê đó. Bây giờ chị cũng uống thêm cái nấm đó mới uống được 2 hũ. Cái này thì chưa biết. Ồ, cái nấm chị uống được 2 hũ nấm rồi đúng không? Dạ. Như vậy là cái bú là cái nấm đó. Không, trước khi cái nấm nó đã đi rồi. Ồ, trước khi nấm uống collagen thôi là đã đi mất rồi hả? Nó đi mất rồi, nó đi trước khi uống collagen, uống cái nấm. Và chị mới uống nấm vậy thôi. Ồ, wow, trời ơi, thấy không? Nó good nhiều, cái... good nhiều lắm. Đúng rồi. Bây giờ chị theo dõi em lâu lắm rồi, hồi Covid, từ hồi bị lay off á, xong cái kia theo dõi tới giờ luôn. Wow. Chị uống nhiều thứ lắm, nó không bao giờ không hết. Đúng rồi chị ơi, khách của em nói y chang chị đó, nói uống cũng đi thấy collagen, người ta uống tùm lum hết, uống nhiều thứ. Nhưng mà cái vụ khớp xương người ta đầu gối hay tê tay không hết, mà uống của Hằng bây giờ là người ta nói đúng rồi, cái nào cũng hết hết rồi, họ bỏ hết những cái thứ khác, họ không uống, họ nói uống của Hằng thôi. Chị uống vậy đó, bây giờ chị cũng bỏ hết đó, giờ chị uống 2 thứ này thôi à. Oh wow, trời ơi, rất quá. Chúc mừng chị. Là chị có bị tê tay, ngủ không ngon nè. Không ngon tại vì chị chia bài á. Oh wow, đúng rồi, cái tay mình riết nó quíu quéo quéo lại đó. Đúng rồi, nó đau nhất lắm. Đau nhất. Uống này nó giúp nhiều lắm. Nó giúp giống như 70%. Wow, cũng, trời. Cũng còn nhưng mà ít thôi. Gì bằng chị, nó đâu có đến nỗi mắt đâu. Bây giờ một tháng mình uống là cho nhiều lắm là cũng 2 hộp đúng không? Đúng rồi. Đó. Chị đang bắt con chị uống nè, nó cũng mới uống thử nè. Good, good chị, bắt nó uống đi chị. Bắt máy nó chưa kịp mà bây giờ nó bị uống nè, mà không biết nó có uống được. Chị đi order để đưa cho nó để nó khi mà chị uống thì chị nói cái gút mà của chị có thì nó phải tin là mẹ mình uống nó, mà không lẽ nó dám. Đúng rồi, tại nó thấy da mặt em đẹp lắm. Da đẹp lên đúng không? Đẹp lắm, tại vì em xài Shiseido từ hồi mấy chục năm rồi. Nhưng mà Hằng cũng là hồi xưa, nói chung thì mấy cái loại sản phẩm mà về mắc tiền mỹ phẩm mình xài cũng nhiều lắm, nhưng mà mình thấy mình cũng không có thích. Mà bắt đầu Hằng uống cái bột này rồi mình kết hợp với những cái sản phẩm mình xài nữa, trời, da căng bóng đã lắm. Vậy mai mốt để chị xài hết cái của chị, tại chị hay mua thêm, không có lúc nó sale hay mua nhiều lắm. Mới mốt xài qua thử cái cô Hằng đi rồi sẽ biết cái này nó bóng da như thế nào luôn, mình nói thiệt đó, bóng lắm. Cái này tốt lắm đó. Tốt lắm, còn collagen này là khỏi chê rồi, không có cái collagen nào bì được đâu, mình nói thiệt đó. Mình nói thì người ta nói tại Hằng bán, Hằng mới nói quảng cáo. Nhưng mà Hằng quảng cáo là một chuyện, nhưng mà khách uống là một chuyện nữa. Đúng rồi, có người nó hợp nó lẹ lắm. Tại vì chị thấy chị cũng hợp lắm. Mấy người khách của em mà chia sẻ trên cái kênh này là thật không 100% đó. Họ nói trời ơi, tốt, thần kỳ lắm. Đúng rồi. Chị thấy ai mà tê tay chị hay kêu là uống thử đi. Mà nhiều khi có người ta tin ta uống, có người... ta nghĩ mình bám luôn mà thôi. Rồi thôi, mình không thèm giới thiệu. Mình muốn giới thiệu cho họ khỏe mà họ lại không tin, họ nghĩ là mình bán quảng cáo, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là thì ai Hằng nói cái này khi uống á, mà ai tin thì đặt lòng tin vào uống mới được. Còn người cái mua về họ nói nhớ thì mới uống, không nhớ thì không uống, thì em hỏi chị sao mà hết đó. Đúng rồi, cái này mình phải muốn hết là mình phải uống đều, uống đều, uống đều, uống đúng như trong cái lượng mà người ta chỉ mình uống thôi, uống như thế đúng nào rồi. Còn người ta mua về cho có lệ dục đó, nhớ uống, không nhớ không uống. Chị là uống đều hết, nó muốn đủ chị. Em thấy chị mua quá chị thấy... Đúng rồi, chị mua nhiều lần lắm rồi. Chị mua nhiều lần lắm rồi Em đúng thấy em biết mà. Mai mốt em xuống Cali gọi chị tiếng. Mời em đi ăn. Ok chị, thank you chị. Rồi vậy là chúc mừng chị uống để mà có sức khỏe như vậy nha, để mình làm việc. Rồi, ok rồi, cảm ơn em. Chị quá tốt luôn. Rồi, thank you chị. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, bye chị. Trời ơi, đây là những cái lời thật của khách mà mình nói thiệt đó nha cả nhà. Nếu như mà thí dụ mà Hằng nói á, thì nhiều người nói ô tại cái con này á nó bán cho nên là nó quảng cáo sao cũng được. Bây giờ Hằng quảng cáo sao cũng được là một chuyện đi, còn một chuyện khách uống á, nếu mà khách á họ đã nói ô cái này không tốt rồi họ không uống nữa thì làm sao Hằng bán được, đúng không? Cho nên là một cái sản phẩm mà Hằng nói, mình
tin hay không tin thì mình cứ thử, mình uống từ 2 hộp trở lên để mình biết cái sản phẩm mà có thể là nó tốt, nó vừa có cái sức khỏe cho mình, nó vừa được mình trẻ trung vừa đẹp nữa, vừa đẹp mà vừa có cái sức khỏe cho mình nữa. Chứ ở đây trên thị trường hiện tại rất là nhiều người bán đủ loại này đủ loại kia, đương nhiên ai cũng muốn nói cái sản phẩm mình tốt, ai cũng nói cái đó là tốt nhất để bán cho được. Nhưng quan trọng là cái người uống, người tiêu dùng, họ đánh giá cái đó, con này bán có tốt hay không, hay là cái sản phẩm đó có tốt hay không ha. Thì bây giờ nếu mà ai mà chưa có bao giờ uống cái sản phẩm collagen này của Hằng thì bây giờ cứ thử nha, thử mua thử 2 hộp, 2 hộp Hằng mới bán, 1 hộp Hằng không bán. Tại sao 1 hộp không bán? Cho nên nhiều người nói ồ chảnh 1 hộp không ship. Không phải, tại vì khi mình cái liệu trình của cái collagen này theo nghiên cứu ra, mình uống từ 6 tuần mới thấy kết quả, thì Hằng cho ít nhất á, là mình phải uống 2 hộp. Để mấy người đau nhức cảm thấy là ồ mình có giảm được đau nhức không, hay là mình có khỏe hơn, mình có ngủ ngon hay không, là cơ thể mình có nhẹ nhàng hơn hay không, thì ít nhất uống 2 hộp đi mới thấy. Cho nên nhiều người nói mua 1 hộp để thử đi, rồi tốt thì mới uống nữa, không tốt không uống. Cái Hằng mới nói ở đây nó cũng không có phải là thuốc tiên, có 68 đồng bạc mà biểu là uống xong vô nó hết bệnh nó tốt, cái đó Hằng không có bảo đảm. Cho nên đây đó là một cái sản phẩm collagen nguyên chất của Hằng, Hằng bán là nguyên chất tới 100%. Cho nên nhiều người khách của Hằng uống vô nó hấp thụ nhanh, cái là nó chịu liền, nó chịu liền luôn. Một người mà uống mà cơ thể chịu đó là trong 2 tuần đã thấy kết quả rồi đó. Cho nên một cái hũ bột như thế này chỉ có 68 đô, mà cái bột của Hằng là làm từ da cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska, 100% nguyên chất. Thì Hằng có nói lên đây cho cô chú anh chị em đã từng uống bột này rồi biết, thì bắt đầu vào cái mùa lạnh á, thì cái người ta đi đánh bắt cái cá pollock này á, thì cái lượng nó ít lại, cho nên khi cái bột có thể bị ít đi, thì Hằng nói là cô chú anh chị em nào uống tốt mình cứ mạnh dạn mua, mình để dành uống đi. Tại vì khi mà đánh bắt cá lại mà ít á, thì không có cái lượng bột nhiều, khi cô chú anh chị em cần mà lỡ nó gián đoạn mình uống uống nó bị gián đoạn nó uổng lắm. Cho nên là Hằng nói cứ mua để đi, không có sao đâu, thời hạn sử dụng nó tới 2028 nữa, nguyên chất 100%. Tại sao người ta nghiên cứu ra cái này để làm uống cho nó tốt, đạt hiệu quả về xương khớp nó cao như vậy? Tại vì người ta nghiên cứu cái da con cá pollock đó, nó rất good cho về xương khớp, về chất nhờn cho cơ thể của mình. Thì đây là cái sản phẩm của Hằng được làm tại Mỹ nha. Một cái nơi sản xuất ra hoặc là cái chất lượng sản xuất ra bột collagen này có FDA đóng dấu, có GMP, và nó rất là, nói chung thì cái hũ bột này khi mà ai ở Mỹ á, mua về thì nhìn trên hũ bột mà để mình uống á, thì mình sẽ rất rất là an tâm và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn. Nó là giống như một cái thực phẩm mà chức năng để bổ sung cho cơ thể của mình, chứ nó không phải là thuốc, mà nó cũng không phải là sữa, mà nó là collagen nguyên chất. Hằng đảm bảo tới 100% là collagen nguyên chất ha. Đây thì mọi người nhìn thấy nó đục đục như vậy cứ nói là sữa, đây nó không phải là sữa nha, nó là bột collagen nguyên chất đó, nó như vậy đây, nó không phải là sữa. Thì bột collagen này nếu mà ai bị đau nhức nhiều trong cái lúc đầu về uống thử đó, thì cứ uống một lần như thế này, ba muỗng như thế này đi, một lần, một ngày uống 2 lần có thể 6 muỗng không có sao hết, mà một lần có thể pha với một cái lượng nước nhỏ gì, với một cái ly cà phê sữa nóng chút xíu gì uống, uống cho một lần với 2 muỗng dung, 3 muỗng dung, thì sáng uống một cử, chiều uống một cử. Giống như ai không uống cà phê có thể bỏ vô trong sữa của mình cũng được, sữa nóng cũng được, hay là bỏ vô trong cái nước chuốt gì mà mình cảm thấy mình uống cho nó dễ thì mình uống. Nó không có khó uống đâu đối với Hằng nha. Đối với Hằng, Hằng nói là không có khó uống, rất là dễ uống, mà uống tới ghiền luôn á. Còn đối với người khác thì Hằng không biết, chứ không phải là Hằng nói ồ ai uống cũng dễ uống, tại vì tùy theo khẩu vị của mỗi người. Nhưng mà ở đây khi bây giờ Hằng nói cái sản phẩm đó uống vô để nó đẹp, uống vô để nó tốt, nó có sức khỏe cho mình, khó uống cỡ nào mình cũng uống đó. Cái này mình nói thiệt luôn, chứ không phải là nhiều cái loại collagen nó bỏ vô chất nào là chất ngọt, chất mùi trái cây tùm lum hết trơn cho mình dễ uống, thì cái đó thì quý vị nghĩ có nguyên chất không? Nó không có nguyên chất, tại vì nó đã pha những cái chất nước chuốt trái cây rồi này kia vô đó rồi, thì nó không phải là nguyên chất của collagen nữa. Còn riêng cái sản phẩm này của Hằng, Hằng đảm bảo tới 100% là nó nguyên chất 100% là collagen.
cho nên chỉ có 68 đô, 68 đô cho một cái hũ bột collagen nguyên chất, có đáng không? Mình uống có đáng không? Rất là đáng. Bây giờ ai không tin về vấn đề mọc tóc hay là về da đẹp hay là về chuyện phụ nữ thì cứ thử nha, muốn uống mọc tóc da đẹp uống từ 4-5 hộp trở lên sẽ cảm thấy da mình có căng bóng mịn màng hơn hay không, có trắng sáng hơn hay không. Còn về tóc ai mà rụng nhiều đó thì uống thử đi, chừng 3 tháng trở lên coi tóc con nó có phải mọc lên đầy hết không. Đây là một cái mà Hằng nói thật, hoàn toàn thật của những người khách đã uống ha. Thì nếu ai coi kênh Hằng mỗi ngày thường xuyên thì đều nghe những lời chia sẻ thật của khách hết. Còn người ta lâu lâu coi hoặc người ta chưa bao giờ coi thì người ta nghe được cái video Hằng quảng nói như vậy thì họ nghĩ là ồ cái đó là quảng cáo đó. Thì nhưng mà mình cứ thử đi thì mình biết, cho dù người ta bán, người ta muốn quảng cáo sản phẩm người ta bán được, nhưng mà quan trọng có chất lượng hay là không ha. Ok rồi, chỉ có 68 đô thôi, cho nên quý cô chú anh chị em khi mua phải nhớ gọi đúng Hằng Kali là 408-206-1934 và để được nói chuyện trực tiếp với Hằng để Hằng hướng dẫn cái cách mua bột như thế nào. Còn hiện nay ở trên mạng họ đã giả rất là nhiều cái sản phẩm, họ nói là bán của Hằng Kali, và thậm chí họ lấy phim và lấy hình ảnh của Hằng để họ tạo ra những cái trang mạng, trang Facebook khác để họ bán trên mạng, cái đó hoàn toàn giả. Còn Hằng chỉ bán trên kênh YouTube của Hằng Kali, cho nên khi quý vị coi YouTube của Hằng thì thấy trên cái màn hình lúc nào cũng có nổi cái số điện thoại của Hằng là 408-206-1934. Cho nên là quý cô chú anh chị em khi mua sản phẩm nhớ gõ một điều, được nói chuyện trực tiếp với Hằng giống như trong giọng nói trong YouTube, và gọi đúng số phone là 408-206-1934, nhớ nha. Cái này không phải tốt cho về khớp xương đau nhức tê tai không đâu, mà nó tốt về phụ nữ ai trong thời kỳ mãn kinh. Còn các chị em phụ nữ chưa hết kinh cứ uống cái này để giữ thời kỳ kinh nguyệt của mình rất là tốt nha. Cái này thời kỳ kinh nguyệt của mình rất là quan trọng, nếu nó hết kinh là mình hết tuổi xuân của mình rồi đó nha, cái này thiệt đó. Cho nên ai đã hết kinh rồi thì cứ uống đi, rồi có biết cái tác dụng của những cái phụ nữ như thế nào thì sẽ comment lại với Hằng ha. Rồi, còn về đau nhức khớp xương, đầu gối, tê tai, đi không nổi gì đó thì cứ thử đi. Mấy cô chú lớn tuổi quể quải đi không nổi, thử đi, uống thử đi. Rồi xong ngủ rất là ngon luôn ha. Rồi tay chân nó rất là khỏe luôn ha. Rồi đầu gối mà đi lụp cụp mà ngồi xuống đứng lên cũng được đó, uống thử đi. Cái này nói thiệt nha, thiệt tới 100%. Thử đi là hết trơn luôn, hết, không còn đó. Rồi bây giờ á, cái collagen Hằng cũng đã nói, và sau đây là cái bột nấm này. Thì cái bột nấm này thật sự nó rất là thần kỳ cho nhiều thứ luôn, chứ không phải một thứ nữa. Nó tốt về cho tim mạch, tốt về cho cao mỡ, cao máu. Ai đã từng cao mỡ, cao máu nha, thì bây giờ mỗi ngày mình cứ uống một muỗng bột nấm như thế này đi. Mỗi ngày cứ uống một muỗng nha, một muỗng thôi. Đó, mỗi ngày một muỗng bột nấm gì thôi. Một hộp nấm có 75 đô, nó siêu mịn luôn. Ngày uống một muỗng thì cái hộp nấm này mình uống được khoảng từ 3 tuần lận có 75 đô thôi. Thì uống khoảng chừng 6 tháng đi, rồi mình đi thử mỡ, thử máu lại có phải là lượng mỡ trong máu nó giảm hay là máu đã giảm không ha. Rồi nó thanh lọc gan thận nè. Trong đây nó có 7 loại nấm, thì đó là nấm linh chi và nấm đông trùng hạ thảo nhiều. Ngoài ra các loại nấm khác thì nó có tác dụng là làm ngăn ngừa ung thư hoặc trị bệnh ung thư. Thì Hằng cũng có khách hàng comment là uống cái nấm này lâu ngày rồi, bây giờ hồi xưa có những cái cục bú ở phía sau cổ, sau vai gì nè, bây giờ tan mất tiêu luôn, bú lành bú độc gì cũng cần biết. Nhưng đôi khi cái đó khi mà mình cái những cái loại nấm mà vô nó hợp á, nó đúng với cái bệnh á, thì nó sẽ có kết quả ngay. Cho nên chỉ có 75 đô, chỉ là bột nấm organic nuôi trồng tại Mỹ luôn 100%. Thì quý cô chú anh chị em mình cứ thử cái bột nấm nó thần kỳ như thế nào. Ai đang uống thuốc cao mỡ cao máu uống đi, rồi sau đó sẽ bỏ cái thuốc tây không uống nữa. Còn ai mà bị bác sĩ mà đã quên định là mình sẽ sắp sửa để uống thuốc cao mỡ cao máu, hãy đi tập thể dục rồi đó, thì chưa đến uống thuốc á, thì nhớ uống bột này đi, đừng để khỏi uống thuốc nha. Tại vì ở Mỹ này hầu như là đa số tới cái tuổi 40 mấy trở lên ai cũng bị cao mỡ cao máu hết, tại vì ăn uống thì nó dư thừa chất, rồi ít có vận động cơ thể đó.
mình làm việc, mình đi xe rồi mình ngồi, mình ít có vận động cơ thể cho nên cái cao mỡ cao máu rất là nhiều. Cho nên cô chú anh chị em mình thử đi, một hộp nấm có 75 đô, một ngày chỉ uống một muỗng thôi, thì mình sẽ biết cái kết quả nó rất như thế nào. Ok, rồi nhớ gọi đúng hàng Kali là 408-206-1934 để được mua đúng cái sản phẩm nguyên chất của hàng Kali và đừng có bị lầm lẫn nha mọi người. Hôm nay quay rồi, còn hello cô chú giờ quay thấy không? Xe. Đó. Cho nên là cô Hằng nói là cô Hằng dẫn Lâm đi trải nghiệm, rồi tới đâu giải thích cho Lâm hiểu cuộc sống. Và ở đây không phải là người nghèo sống ở dưới suối này, không phải người nghèo để cho Lâm hiểu, mà đây là những cái mấy chú từng gớt vô những cái trường hợp, cho nên mấy chú mới hỏi Hằng là Lâm là ai, nói cháu cháu đó. Nên mấy chú nào cũng nói ờ đây là con phải tránh mấy cái đó hết, thế mấy chú nói không? Tại vì mấy chú đã gớt vô và mấy chú hiểu cuộc sống đây nó rất tồi tệ. Nhưng mà chú mấy chú lỡ rồi mấy chú không cay được thôi. Nhưng lớp trẻ của tụi con á là mấy chú không bao giờ muốn tụi con vướng vào, đúng không? Cho nên dặn con là cái gì chứ cái đó đừng con đừng bao giờ đó nghe mấy chú dặn đâu. Vướng vào khó bỏ luôn. Tại mấy chú biết khi mấy chú vướng vào rồi đó là cái cuộc đời của mấy chú chết với cái đó rồi. Tội với cái gì rồi? Tội không? Tới khi mình tới là mấy chú cho mấy chú miếng ăn rồi vui vẻ rồi vậy đó. Thành ra cô đối xử với mấy chú như người thân mình, một cái tình con người á, biết không? Giống mình nghĩ là ô đây tình là người một, cái tình người đó con. Tình người. Ví dụ tình người là ô, tại vì cái đó nó ghi vướng vô á, nó rất là khó. Cho dù người ta có ý chí dữ lắm, gắng cố gắng dữ lắm. Không. Thì cái người cai được đếm trên đầu ngón tay. Mà hỏi tại sao nhiều người có thể cai được 5 tháng, 6 tháng rồi họ đi tái phạm lại một lần. Thì có thể đôi khi xâm tham mình cũng có thể du di được. Đó, tại nó rất là khó cai. Nhưng mà xâm tham họ lỡ tái phạm rồi sau đó họ sửa lại và có thể làm lại tiếp. Chứ chỉ sợ là hút rồi quên lối về, rồi hút rồi cắm trại luôn ở dưới suối thì chỉ có con đường chết. Giống như cô giúp là giúp phần nào thôi, chú cứ còn mấy chú phải tự. Còn đúng rồi, còn giống cuộc đời của mấy chú, mấy chú muốn là mấy chú chỉ mấy chế. Chú tự quyết định. Chỉ có mấy chú cứu mấy chú thôi chứ đâu đâu giống cô giúp phần nào thôi à. Đúng rồi. Tại tại giờ. Dạ ai cũng có cuộc đời riêng. Đúng rồi. Giống bây giờ chú Sĩ hồi nãy con thấy chú Sĩ không? Cái chú mà lang thang á. Dạ đúng rồi, này thấy. Cái chú bịt cái khăn trắng đầu á. Dạ, chú Sĩ từng ở trong nhà của cô 5-6 tháng, 6-7 tháng gì rồi. Quá lâu. Xong rồi chú chịu không nổi cái chú đi. Chú không cai được chú cũng đi. Đó con thấy không? Mà trời 5-6 tháng cũng lâu chứ. Chú Alex là từng ở 3 năm nè, con thấy không? Trời ơi. Trong này đúng rồi, con biết chú ấy lỡ mà lâu hơn 3 năm. 3 năm lỡ. Nó lâu ơi. Nhưng mà... rồi chú Alex cũng đi. 3 năm là lâu ơi. Thì bây giờ con nói nếu thật sự mấy chú nào mà bị nghiện cái đó mà đi ra khỏi nhà cô Hằng mà mấy chú đứng vững lên được thì cô Hằng rất là mừng. Còn nếu đi ra khỏi cô Hằng mà vẫn xuống suối tiếp hay là vẫn đi ra ngoài đường hút tiếp thì xong rồi. Ai cứu bây giờ? Trời. Chắc là trong thời gian ở đó chú Alex, tưởng là chú Alex bỏ luôn đó, tại 3 năm lâu đó con. Ai ngờ chú chịu không nổi chú rồi. Vậy cũng buồn thôi, lúc mà chú đi chắc con cũng buồn chứ tại ở lâu quá. Buồn chứ, buồn là những cái công sức của cô để làm được cho một người sạch sẽ thành người mà tự nhiên cái họ give up với cái đó. Đúng rồi, vậy giống như trong 3 năm cô cho ở, cô giúp đỡ nè. Ui, nước gì vậy cô? Cái nhựa. Thôi nha. Nhưng mà cô giúp đỡ khi mà thí dụ như mà bây giờ á, thí dụ như chú Alex á, cô bao nhiêu lần cô nói chỉ có một cái cách là phải cai nghiện, thì chú Alex rất là sợ nói tới chuyện về nhà đừng mà cai nghiện, cho nên thà là không có về, ở dưới đó và về tắm rửa chơi thôi chứ ngủ lại một đêm cũng không ngủ nữa, con thấy không? Đúng rồi, tại đúng thấy rồi. Không đó. Tại vì về là cô nói là không có được hút, phải cai nghiện mới được về nhà. Thì bây giờ con thấy trong nhà mỗi nói. Ngày con nghe cô Hằng nói chuyện, ai còn ở trong nhà con biết mà, đúng không? Thì phải làm gì? Có nghe cô Hằng nói với chú Vũ, chú Nghĩa không? Đó. Phải theo luật. Còn nếu mấy anh chọn con đường đó thì đương nhiên mấy anh biết phải tự làm gì, vậy thôi. Đúng rồi. Thì nói chung mấy chú tốt được thì đó là tốt cho mấy chú thôi, chứ không phải tốt cho cô. Nhưng cô là người có thể là một cái phao đi để cho mấy chú nắm, để cái đó mà một cái đà mấy chú bước lên. Thì thay vì con cũng không có nghiện cái gì, đúng không? Đúng rồi, con không nghiện. Biết cô nhìn cô, con biết
thì cô là người mà có thể là để thay thế giống như một người mẹ, cô nhắc con từng chút từng lời ăn tiếng nói hay là những cái gì cô dạy con, cô chỉ con cái đó là nó sai hay cái đó là có thể đi vào một cái tương lai mình không có tốt. Đó là cô dạy con giống như một cái cách của người mẹ đang dạy đứa con. Con cô giống cô giống cô giống cô dạy sao nhưng còn con là phải giống phải phải nghe không có dính mấy đấy rồi đúng rồi dính nó mấy đó là nghiện chết đúng rồi. Cô nói hàng ngày cuộc sống đó cô nói đó cô nói thí dụ như con đã không có bị cái đó thì con rất là dễ, con chỉ cần quan tâm lời nói của cô nói cái nào đúng cái nào sai, con phân biệt và con sửa đổi thôi. Dạ đúng đó, thì cuộc sống của con nó sẽ better thôi, tại con mới 20 tuổi, đời còn rất là dài, đời còn đời còn hành lắm, đời còn hành con lâu, đời cho nên chưa hành nữa xong. Nó ngồi xuống với cô Hằng, nó cứ nói cuộc đời này không có vui hoài à? Giờ con nghĩ nè, mỗi ngày qua một ngày, sáng tối cứ dậy hoài. Rồi thời gian á, giống như khi mình già mình chết, thời gian nó cũng vẫn qua chứ nó đâu để ý mình đâu, là ai. Nó đâu quan tâm đâu. Con không cần để ý cái thời gian hay là cái gì mà con để ý. Hôm nay con còn sống, con phải sống tốt cho hôm nay. Đúng rồi. Rồi mình ngủ một đêm tới sáng, ô mình còn sống, mình đã mừng rồi, mình sẽ sống tốt cho ngày mai. Mình cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, nó sẽ đúng trôi rồi. Qua. Chứ mình đừng phân bì là ô bây giờ tôi phải chết, trong thời gian cũng đâu khe tôi. Hay là gì, mình đừng nghĩ tới đó. Đúng rồi. Với lại chú Vũ nó giống như mình cứ quan tâm đến hiện tại với mấy cái quá khứ, mấy quá khứ tương lai là mình cứ lên nó đi, cứ vui vẻ hiện tại. Những cái quá khứ buồn con không có để trong đầu. Giống như bây giờ cái quá khứ của con từng bị cái gì con buồn, con không khe. Hôm nay hiện tại mình đang có được một cái cuộc sống, có chỗ ăn chỗ ở, tạm thời mình không cần lo miếng cơm manh áo đó, thì bắt đầu mình vui, mình sống tốt cho mỗi ngày đó vậy thôi. Rồi cuộc sống việc làm thì từ từ mình sẽ học hỏi mình kiếm. Dạ đúng rồi, nó sao vậy? Giống như tôi. Mày nó đừng có dính. Đừng có dính về cái tệ nạn xã hội. Đừng có cờ bạc hay hút chích. Đó, nãy nghe mấy chú nói không? Nghe mấy chú. Đừng có bao giờ dướng vô cờ bạc hút chích. Thật ra dẫn tụi nhỏ đi á, là mấy chú đó cũng đều nói vậy. Đừng có bao giờ dướng vô đó nghe con. Giống như lúc nhìn chú vậy, con thấy mấy chú nói chuyện cũng tỉnh táo rồi. Nó, mấy chú tỉnh táo. Tỉnh táo đúng rồi. Tỉnh táo nhưng mấy chú biết là mấy chú đi con đường đó sai. Cho nên bỏ, khi, không được, bỏ không có được mà mấy chú mới khuyên cái tụi trẻ tụi con á đừng có bao giờ dướng vô mấy cái đó vậy thôi. Thấy cũng buồn nha. Trời ơi, chiều kẹt xe ha. Đúng rồi, trời kẹt đông. Con nghĩ cái đường này nó giống nó cắt cái đường này nó kẹt hả cô? Đúng rồi, cái đường này cô. Nó sửa đường cũng kẹt, sửa mà không sửa cũng kẹt, giờ này là vậy á. Giờ này không đúng, bây giờ này kẹt xe 4 giờ chiều người ta về không ta có nghĩ người ta gì. Hồi nãy mình đi hồi 12:30 á. Dạ là 4 tiếng, dạ là 3 tiếng rưỡi. Ừ. 3 tiếng rưỡi. Ôi, lâu. 3 tiếng. Cô Hoàng đi xuống túi đâu có đi nhanh được đâu. Không sao, không sao. Con rảnh mà con. Nguyên ngày luôn. Con nguyên ngày con. Giống cô còn bận chứ con không bận. Tôi biết con đâu nào giờ có 24 tiếng con rảnh đâu nào. Thật ra nói thiệt luôn, lâu lắm Hằng mới đi xuống túi được một lần. Bà Ly mà bà không tấn công Hằng cái vụ sinh nhật đó là cũng chưa có đi xuống túi nữa. Bà tấn công gọi ngày chăm giác lận từ hồi bữa ngày 20 là bà đã gọi rồi. Bà nói sinh nhật em. Cái Hằng nói là hỏi chừng nào. Cái bà nói là ngày 25. Cái Hằng bà nói thôi tới ngày 25 mới nhắc đi. Chứ thực ra là 22 cũng nhắn tin vô nhắc, 23, 24. Rồi tới ngày 25 tấn công nhắc quá trời luôn. Cái Hằng bà nói ngày 25 không có được, bận. Thì bây giờ thôi để Hằng rảnh là Hằng sẽ điện Hằng xuống mua bánh xuống. Đó, cái sáng nay cô khóc thì hay quá mà. Sáng nay mới bắt đầu là đi ở chiếc lắc xịt này nó không nhường cho mình vô. Ủa, nó không nhường không? Nó không nhường là sao vậy? Nó biết cái đường này là cuối đường, người ta đang cặm bản làm đường rồi mà nó không nhường luôn. Trời ơi. Nhiều người còn tin nữa. My God. Nó không nhường mà nó còn bóp càng vô đây. Không nhường mà còn bóp càng nữa mới chết. Mà nó biết đường này người ta đang làm đường, chính phủ đang làm đường. Mà nó chán như vậy sao mình vô? Bởi vì nhiều người không biết người này người gì đây dần cái. Trời ơi, bà không cái xe trắng mà cô, không cái xe trắng cô thì. Xe trắng. Không phải xe đó, xe trắng, xe này sao đúng. Đúng cái này là cao cao. Trai bạn gái. Con cao nhìn giống Trung Quốc á, nhìn mặt hơi không. Đúng rồi, không. Việt Nam vậy đó. Có thể là Việt Nam nhưng mà nhìn hơi giống Trung Quốc. Xe chạy xe ngon, xe Lexus luôn mà không về giòn rồi ơi.
cái phun. Không con dòm á. Đúng rồi. Cho ông dòm lại con, mặt ông này chắc Trung Quốc. Nhìn nhá, một là Việt Nam, có nghĩa là Việt Nam hay Trung Quốc vậy thôi. Coi ông có dòm nó lại nữa mà. Giờ tôi cho đây mà bây giờ. Nhiều người có lịch sự chạy xe dành đường á. Dám không nhận xe ha con hằng giờ quay vào trong lên mà YouTube mà xe đường đang kẹt mà xe cái len đó là cái len người ta cầm cái bảng phải nhập vô nhập len giống merge len đó con à, mà nó không nhường cho mình nhập sao mình nhập len trời ơi còn tin mình nữa không biết người Tàu hay người Việt hả nhìn mặt cũng có nghĩa là chắc người Việt Nam hả thấy Á Đông đó đúng mà rồi. Da trắng bóc cái khu này là Việt đúng da trắng Á Đông mà da trắng bóc chạy lắc xịt chắc Việt Nam á có phải Việt Nam tại khu này Việt Nam không con? Việt Nam hay chạy lắc xịt. Đúng rồi, có phải Việt Nam nữa. Mà Việt Nam, anh em Việt Nam không đi. Không chạy xe ngầu nữa chứ. Ở đây xe trắng bóc chạy thách la nữa kìa. Còn mình là chạy xe đi suối. Nên là xe dơ. Xe đúng không? Cô đúng tại xuống không khác đi xe xịt nữa. Không con nó sao họ thấy xe mình là xe đi suối không cô dạy không tại đi suối là mình phải giống người ta chứ đừng có giống cái hồi này biết tiền này họ tại nhiều người sống mình cũng đâu biết đâu cái suối cô muốn con dục luôn suối trong này nếu cô bỏ đâu ăn xe này hình như là chú Danh hay lái không? Xe này có thể là chú Danh cái đó có thể là con chú Danh này ngồi kế bên đây ăn bánh gác rồi giục đầy bên cái hè này. Ê, dạy nước này có uống cũng chết không? Là của chú Danh thôi cả không sao? Không phải chú Danh đâu. Rồi. Đúng rồi xe chú Danh cái xe. Chú Danh đi giao hàng buổi sáng Danh đi không này có giục nè. Nè để chú Hằng phải chỉ chú Danh mới được. Lột ống hút ra hút đồ bỏ bên đây nè. Nè đầy hết trơn luôn nè. Thấy không? Này để đây chỉ nè. Chú Danh chỉ biết lái thôi rồi còn cài bà ta sợ gác thôi không có clean không lên lột gác đây. Ăn đã dục trong cạnh xe mình chơi vậy luôn đó. Ôi giờ không sao cô con rảnh rồi tại cô phải nhờ job giống như cô phải job cô làm cô khỏi lấy luôn thôi vậy giờ sau chú Danh con cảm giác cái ai sống job bây giờ ở đây là không phải liên, kêu cô kêu liên xe cô nhưng mà ý nói là khi mình lột cái đồ ăn ở trong cái tay của mình ăn mình lái xe người ta đó là ăn xong mình phải lấy gác đó mình dục ra ngoài chứ không phải mình dục trong xe đầy như vậy ý là cô nói như vậy hiểu không là giống như khi con ngồi trên xe người ta con ăn thì con phải lột cái gác ra con bỏ trong xe và ăn xong con cầm cái bọc gác ra ngoài con dục giống chứ không phải giờ con dục gác trong xe đầy như vậy đó mà cái này là vô trách nhiệm nè giống như là xuống xe là phải lấy rác của mình ra đúng rồi gác đó của mình sao mình xả bước xuống xe rồi mình lấy cái gác của mình là ra khỏi xe hiểu rồi mà chú Danh cô Hằng có nói tỷ lần cô mà cho lái là xe con sạch bóng hứa luôn thế con nói là con của chú Danh hả không đúng tại xe con có như này sao đấy không cần nhớ ta làm gì ta dục nó đi con của tao cô khác xe con khác người ta gì vậy có như đằng sau có đồ đầy đồ con chất đầy đằng sau luôn anh này là cô Hằng bỏ tay là lâu nay rồi nhưng mà bây giờ cái bản tánh vậy rồi mà sửa không có được cô biết không sao? Nếu con nói cô là con ngủ trong xe mà xe con clean đó là con không tin nếu mà con khác nào kêu ngủ trong xe con nhìn sau xe nhìn là bà biết nó ngủ biết con nhìn xe phải cái xe con chở con nhìn xe sau là con biết là con ngủ trong xe không là con biết xe bao giờ đúng rồi thay đồ con đó bữa cô Hằng đã thấy rồi ăn nào là giấy chùi tay rồi nào là miếng giấy của lột cái ống hút ra dục đầy cho người đầy hết luôn đầy luôn vậy là phải mất lương giờ thôi nó nói vậy chứ Danh à chứ Danh à Danh chị chứ đúng rồi hay lại chứ Danh không có khuyên chắc cho anh quên hay cho anh lười không biết có muốn con rảnh con giúp cô clean hay tại con đâu làm gì đâu biết rồi để xíu rồi dục mấy cái gác bên đây cũng có làm gác cho bọn thôi đem dục đây nè gác đầy lên đây chú Danh lái không trong xe con có cái bọc mà mua đâu chi bọc gác con cứ lấy nó con bỏ gác xong dục trong nhà thiếu gì thôi ok giờ vậy con lấy cái bịch trong cái clean cái chú Danh kêu ủa sao xe clean nữa kêu thằng con không dọn cha bày con dọn con cha bày con dọn là nói là thằng Lâm là con ông Danh thì bây giờ là nói thì giờ cha bày thì con dọn hồi nãy lúc cô nói con ăn bánh nè chú này thằng nói thiệt nha nè bánh này của ông Danh ăn
đó, ăn xong dụng đây được bao nhiêu là gác đây là nhiều lắm nha. Yo, bây giờ đặt bà ơi là bà là ông ăn xong ông nhét lại xuống dưới đây nè. Hôm nay con biết cái chú có chọc con kêu đó chứ dành ở đây rồi con kêu trời ơi ba không phải hả, nói nhiều rồi nói rồi ông cũng vậy à, bữa khác ông cũng y chang à. Hôm nay con tưởng chú dành là dưới suối rồi giờ ấy rồi chú dành tới nhà. Bạn xây nhà cô khách bạn Huy ơi, ở nhà mỗi ngày tự động giúp cô còn còn đô có vụ phụ rồi không, hay là đô không làm nhá, phụ đô là tụi nó đi học mà đâu đô đi học nó rảnh nó thấy gì thì nó dẹp nó ăn rồi thì tự được mấy đứa bưng đi rửa giống như mấy đứa ăn thì mấy đứa phải rửa vậy hết. Thì lớn hết rồi chứ ăn mà đôi khi bây giờ có cô kia rồi cái tụi nó ăn xong cái cô kia nó bỏ đi bà rửa cho rồi tụi nó cũng để đó cho bà rửa vậy thôi. Ở nhà có bà nấu cơm cho ăn rồi. Rồi có bà vậy cũng bà đỡ cô không? Đó cũng đỡ chứ. Rồi nấu cho ăn sẵn thôi rồi bà làm công chuyện hết rồi tụi nó đâu có gì làm đâu. Thôi vậy cũng đỡ rồi. Còn khi mà ăn không có ai cái chén của mình thì mình tự mình đi rửa chứ không có được giục trong cái sinh nước thôi. Cái đó là một cái thói quen để tụi con tự giác thôi, biết không? Giống như sống tập thở là phải vậy. Giống phải... cô nói là cái tự giác là cái nãy giờ vụ gác trong xe mình ăn tại sao mình giục trong xe người ta đó. Là cô nói chú Danh đó. Đúng rồi. Là xe của người ta mình phải... Đúng rồi, mình ăn là mình phải lấy gác ra mình giục chứ tại sao mình giục đầy trong xe người ta kỳ vậy? Đó, chú Danh là tại sao cái kỷ luật khi mà cô dạy các con á là... Thực sự mà nói nha, mấy đứa con nít ở Mỹ nó tự giác riêng lắm. Giống như con của cô á, thằng Henry nó ăn xong cái chén của nó đó, là cô không bao giờ thấy nó dục vô cái sinh hết. Nó tự nó đứng nó rửa cái chén của nó với đôi đũa của nó úp lên. Là nó tự giác hoặc là nó ăn cái gì rồi nó dẹp cái của nó cho rồi. Là cái đó cô chưa bao giờ dạy nó đó. Mà Henry, cái đó kỷ luật của nhà trường đó. Henry cũng ngoan ha. Cái ngoan đó cô nói thật mà. Là nó tự, thí dụ nó làm cái gì tự đó là nó tự dọn cái của nó đó chứ không phải nó giục cho người khác dọn đó, đó. Là cái đó mình phải tập cái tánh mình sống tự giác tự nguyện á để mai mốt á con có phải đi ra đời thì con lỡ đi sống tập thể mà con giục như vậy á người ta chửi mình, người ta ghét mình á, người ta đâu thích mình đâu. Đúng rồi. Không? Sống này sống nhà cô còn dễ người giống ở cái đây mà cô nói chung nha. Ở bên Việt Nam đa số thì giống như những đứa con sinh ra mà được trong cái nhà khá giả đó, hầu như có người làm người ở, những đứa con nó chưa hề rửa một cái chén, chưa hề làm bất kỳ một cái điều gì riêng, thì cái đó thực sự mình nên training cho con mình làm. Tại vì nếu mà cái đó không phải là mình thương nó đâu, mai mốt thí dụ giờ vào cỏ cho nó đi du học, nó đi du học một cái nơi đất nước khác đi qua đó ai phục vụ nó, phải không? Hoặc là con ở bên Việt Nam con chưa bao giờ làm những cái việc đó, con qua đây bây giờ con đi ra ngoài con sống một mình con không biết làm gì hết, nếu không có ai hỗ trợ con sống sao? Đúng không? Giống như tự lập luôn rồi. Tự lập, cho nên là đôi khi Hằng nói ở đây cũng mấy chị em phụ nữ mình ở Việt Nam mà nhà khá giả đừng có nói là ô không, con mình không cần làm gì hết, có người ở làm hết rồi, cái đó là mình không phải thương nó đâu, mai mốt nó ra đời nó còn tự lập nữa rồi ai làm cho nó đây đó. Cho nên hồi xưa nhớ mà cô hồi nhỏ đó cái mẹ mình lúc bắt mình nấu cơm đâu 10 tuổi 11 tuổi là bắt nấu cơm mà cái nồi cơm mà nấu bằng chắc nước nha, mà chắc nước đó là nấu bằng củi nha, nó ngáp rồi. Nấu bằng củi luôn, thiệt luôn cô, nấu bằng củi. Ô, không có lửa luôn cô, không có ga. Trời không ơi. Có điện gì đâu. Ô, cô. Cái xong sao? Hồi xưa ở dưới quê nó bằng củi con. Sao cô khổ cơ không? Nhưng mà đúng rồi luôn. Cái mà mẹ mình bắt mình làm gì cái mình cứ quạo quọ, mình nghĩ là không có thương mình. Nhưng khi mình biết nấu được nồi cơm ngon, mình biết được làm tất cả chuyện nhà, rồi sau này mình đi sống như gì nè, mình mới biết ô hồi đó mẹ mình dạy mình cái đó không phải ghét mình, mà nhờ anh chị mình mới biết, mình mới tự sống được, tự bươn chải được. Chứ giờ mình không biết ai nuôi mình đây, ai nấu cho mình ăn đây rồi, hay trời. Là ai dọn dẹp nhà cho mình đây, cái đó là thiệt. Thì con công nhận là khổ cô, giống như khổ lắm. Tôi nghèo cái nào ít nhất có lò lửa, con khá nhiều nghèo có lò lửa mà cô. Trời khổ nó, khổ nó không có lò lửa. Quê là củi nhiều lắm thì nấu củi thôi đó, là tự có củi nấu chứ không cần tốn tiền. Cái họ lấy cục gạch họ quẹt quẹt cho ra lửa, trời ơi. Cái bếp củi đút củi cho nấu vậy đó. Đúng rồi, cái thời giờ chứ không phải sướng như thời bây giờ đâu. Cái thời giờ đúng là bây sướng giờ rồi. Thời ở Việt Nam vẫn là sướng muốn chết. Đúng
đúng rồi. Dao đâu có nấu cái gì bằng củi lửa đâu. Mẹ nghe đúng rồi, Việt Nam giờ sướng lắm con, giống như cần có đầy đủ. Đúng cái thời xưa, thời xưa khổ vậy. Khác hết với thời xưa. Cho nên á, chính vì những cái thời xưa mà chịu khổ được như vậy đó, thì sau này mình mới thấy cái khổ mình bươn chải, mình mới dễ thành công trong cuộc sống. Cho nên bây giờ nè, con hiện tại đang ở nhà con ô nè, con chỉ ăn con rửa chén cái của con thôi, chứ con cũng đâu làm gì giống như một cái đứa công tử rồi, phải không? Cho nên ý cái này của dạy con á là để con có thể trải nghiệm, và con có thể sau này để con biết tự bươn chải cuộc sống của mình nó như thế nào, chứ không phải là bắt con làm việc, đúng không? Với lại con để mấy người, đa số mấy người giàu ngày xưa họ khổ xong họ giàu, mà giờ con dạy mà lỡ con lương lai con nghe chết luôn. Tại giờ con thấy con không con có khổ. Con nghe lời con, cho dù con không giàu sau này cuộc sống con cũng có thể không có phải để cho người ta khinh mình thôi. Vậy thôi. Giống như tự mình phải tự kiếm tiền. Đúng rồi. Xong rồi tự sinh sống người ta mới tôn trọng mình. Ta mới tôn trọng mình, không có ngửa tay đi xin đi cái gì của ai. Tại đúng rồi, tại mình có tay chân mình phải làm chứ, giờ đâu phải cụt tay cụt chân đâu. Đúng rồi. Không. Rồi bây giờ mình tới nhà. Ôi giờ tới nhà rồi, về bay ông bà cô chú rồi. Mình tới nhà, dạ bye bye ông bà cô chú đây. Về bay ông bà cô chú rồi. Bye bye cô chú. Tới nhà rồi. Hai cô cháu đã tới nhà. Tới nhà rồi, về bay.